Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát ấy lại nghĩ rằng nếu tâm Bồ Đề do tâm thiện căn mà không mất, thì tâm thiện căn do tâm hồi hướng mà không mê mất. Nếu tâm hồi hướng do Bồ Đề mà không mất, thì vô thượng Bồ Đề là không mất vậy. Quán sát như vậy rồi, ở nơi mê mất, Đại Bồ Tát không e sợ và lại nghĩ rằng pháp duyên khởi ấy nhân quả chẳng hư hoại. Dầu tâm pháp tánh ấy không có tự tánh, không có tác dụng, không có chủ tể, nhưng các pháp ấy y chỉ nhân duyên mà được sanh khởi. Tôi phải tùy theo chí nguyện mà chứa hợp thiện căn. Đã chứa hợp rồi, tu công hạnh tương ưng trọn chẳng bỏ rời tâm pháp tánh ấy. Lại này Xá Lợi Phất, tướng chứa hợp trong ấy thế nào? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát quán sát tướng chứa hợp như vậy. Bổn tánh tâm ấy như huyển hóa không có một pháp bố thí được, mà tâm pháp tánh ấy hay bố thí cho tất cả chúng sanh hồi hướng chứa hợp trang nghiêm Phật độ. Đây gọi là chứa hợp thiện căn. Tâm bổn tánh ấy như cảnh mộng, tướng nó tịch tỉnh mà tâm pháp tánh ấy hay gìn giữ thi la đều hồi hướng tác dụng thần thông. Đây gọi là chứa hợp thiện căn. Tâm bổn tánh ấy như dương diệm, cứu cánh tận diệt, mà tâm pháp tánh ấy hay tu tập tất cả năng lực nhẫn nhục đáng ưa thích, hồi hướng trang nghiêm Bồ Đề. Đây gọi là chứa hợp thiện căn. Tâm bổn tánh ấy như trăng trong nước, cứu cánh xa rời tướng chứa hợp, mà tâm pháp tánh ấy phát khởi tất cả chánh cần, hồi hướng thành thục vô lượng Phật pháp. Đây gọi là chứa hợp thiện căn. Tâm bổn tánh ấy chẳng thủ đắc được, chẳng quan kiến được, mà tâm pháp tánh ấy hay tu tập tất cả tỉnh lự giải thoát tam ma địa, tam ma bát đề, hồi hướng chư Phật thắng tam ma địa. Đây gọi là chứa hợp thiện căn. Quán sát tâm tánh ấy vốn chẳng phải sắc tướng, không kiến, không đối, chẳng rõ biết được, mà tâm pháp tánh ấy hay tu tập tất cả huệ cú và trí thuyết sai biệt, hồi hướng viên mãn chư Phật trí huệ. Đây gọi là chứa hợp thiện căn. Tâm không sở duyên, không sanh, không khởi, mà tâm pháp tánh ấy kiến lập được vô lượng thiện pháp nhiếp thọ sắc tướng. Đây gọi là chứa hợp thiện căn. Tâm không sở nhân, cũng không sở sanh, mà tâm pháp tánh ấy hay nhiếp thọ giác phần pháp nhân. Đây gọi là chứa hợp thiện căn. Tâm tánh xa rời sáu thứ cảnh giới cũng chẳng sanh khởi, mà tâm pháp tánh hay dẫn phát cảnh giới Bồ Đề làm nhân sanh khởi tâm. Đây gọi là chứa hợp thiện căn. Đây gọi là Đại Bồ Tát do y Bát Nhã Ba La Mật nên ở nơi tất cả tâm tùy theo tâm quan sát tu tập tâm niệm trụ. Lại này Xá Lợi Phất, do y Bát Nhã Ba La Mật nên Đại Bồ Tát ở nơi tất cả tâm trụ theo tâm quan sát. Việc cầu chứng được thắng thần thông nên nhiếp cột tâm mình tu tập thông trí. Được thần thông rồi, chỉ dùng một tâm mà khéo biết được tất cả tâm tướng. Đã biết rõ rồi, y nơi tâm tự thể mà tuyên nói các pháp. Này Xá Lợi Phất, an trụ tùy tâm quán ấy, Đại Bồ Tát dùng sức đại bi chế ngự tâm mình để thành thục chúng sanh không hề nhàm mỏi. Do Bồ Tát tùy tâm quán nên chẳng bị tâm tận, chẳng bị tâm diệt mà an trụ nơi tâm, chỉ khiến tâm xa rời kiết phược sanh tử tương tục mà an trụ tâm. Lại đem năng lực chư tâm niệm trí để an trụ nơi các pháp không sanh không khởi, tánh chánh quyết định không thối đọa vào trong bậc thanh văn độc giác. Lại dùng năng lực niệm trí ấy giữ tâm tương tục đến thành mãn tất cả Phật pháp, một sát na tâm tương ưng diệu huệ giác ngộ vô thượng Bồ Đề. Đây gọi là Đại Bồ Tát y Bát Nhã Ba La Mật ở nơi tất cả tâm theo tâm quán sát tu tập tâm niệm trụ. Lại này Xá Lợi Phất, lúc tu hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát ở nơi pháp tùy theo pháp quán sát tu tập pháp niệm trụ thế nào? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát ấy dùng thánh huệ nhãn nhìn thấy các pháp nhẫn đến ngồi đạo tràng, chặn giữa không hề mê mất,
Bồ Tát ấy ở nơi tất cả pháp an trụ theo pháp quán sát, chẳng thấy chút pháp nào xa rời, không vô tướng, vô nguyện, vô trụ, vô khởi, vô gia hạnh. Lại quán sát nữa, chẳng thấy chút pháp nào xa rời duyên khởi. Đại Bồ Tát ấy do an trụ nơi tùy pháp quán ấy nên chẳng quán pháp và phi pháp. Trong đây lấy gì làm pháp? Đó là nghĩa vô ngã, gọi là nghĩa của pháp. Nghĩa không hữu tình, không mạn giả, không nhân là nghĩa của pháp. Lại lấy những gì làm nghĩa phi pháp? Đó là ngã kiến, hữu tình kiến, mạn giả kiến, nhân kiến là nghĩa của phi pháp. Đoạn kiến, thường kiến, hữu kiến, vô kiến gọi là phi pháp. Tóm lại mà nói, tất cả các pháp hoặc gọi là pháp hoặc gọi là phi pháp. Nếu biết rõ được các pháp đều không vô tướng, vô nguyện, thì tất cả pháp đều gọi là pháp. Nếu kế chấp ngã và ngã sở cùng các kiến phiền não, thì tất cả pháp đều gọi là phi pháp. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát Y Bát Nhã Ba La Mật an trụ tùy pháp quán rồi, chẳng thấy một pháp nào là chẳng phải Phật pháp, là chẳng phải Phật, là chẳng phải đạo, là chẳng phải giải thoát, là chẳng phải xuất ly. Đã biết các pháp đều là xuất ly rồi, Đại Bồ Tát ấy lại được đại bi vô chướng quan sát bao nhiêu phiền não của các chúng sanh đều do vọng tưởng mà phát sanh, biết các phiền não thể tánh nó tự ly. Tại sao? Vì các phiền não đồng về nơi liễu nghĩa, không có chút phiền não nào tích được, tập được, tùy quán như vậy thì Bồ đề phiền não tánh là Bồ đề tánh. Bồ Tát ấy dầu an trụ niệm mà không chỗ an trụ, chẳng nhớ, chẳng quên mà biết rõ được chỗ an trụ của niệm. Tại sao? Chỗ an trụ niệm tức là pháp giới. Nếu an trụ pháp giới thì tức là an trụ hữu tình giới. Nếu an trụ hữu tình giới tức an trụ hư không giới. Do đây nên nói các pháp cùng hư không bình đẳng. Này Xá Lợi Phất, an trụ tùy pháp quán như vậy, Đại Bồ Tát do y xu Phật pháp nên tin hiểu các pháp, tức là Phật pháp. Dầu lại phát khởi tận trí như vậy, nhưng ở nơi pháp vô vi tận diệt có thể chẳng tác chứng. Dầu lại phát khởi trí vô sanh, nhưng thương các chúng sanh mà thọ sanh vẫn chẳng rời bỏ thiệt tế vô sanh. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát ấy ở trong các pháp vì an trụ niệm nên nhiếp thọ được khắp các pháp nhị thừa. Dầu ở nơi tất cả pháp giả lập an trụ nơi niệm, mà chánh niệm ấy không tán, không thất, nhẫn đến tận hậu tế ở nơi tất cả các pháp, tùy theo pháp quán sát tu tập niệm trụ. Có thể đem vô lượng ngôn thuyết sở thuyết những cảnh bất bình đẳng, mà bình đẳng xu nhập tất cả Phật pháp, hay khiến lòng tất cả chúng sanh vui mừng, hay xô dẹp tất cả quân ma kiên cố, do đó chứng được tự nhiên đại trí. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát ấy do tu hành Bát Nhã Ba La Mật nên ở nơi tất cả pháp theo pháp quán sát tu tập niệm trụ. Đây gọi là bốn thứ niệm trụ thiện xảo. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật phải nên tu tập niệm trụ thiện xảo. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát tứ chánh cần thiện xảo? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát do tu Bát Nhã Ba La Mật nên đạo có bốn thứ. Những gì là bốn? Một là với pháp ác bất thiện chưa sanh. Vì chẳng sanh nên sanh dục lạc dũng mãnh, cố gắng phát siêng tinh tấn nhiếp trì nơi tâm bình đẳng an trụ. Hai là với pháp ác bất thiện đã sanh. Vì dứt vĩnh viễn nên sanh dục lạc dũng mãnh, cố gắng phát siêng tinh tấn nhiếp trì nơi tâm bình đẳng an trụ. Ba là với pháp thiện chưa sanh. Vì sanh khởi nên sanh dục lạc dũng mãnh, cố gắng phát siêng tinh tấn nhiếp trì nơi tâm bình đẳng an trụ. Bốn là với pháp thiện đã sanh. Vì khiến còn chẳng quên tu tập viên mãn nên sanh dục lạc dũng mãnh, cố gắng phát siêng tinh tấn nhiếp trì nơi tâm bình đẳng an trụ. Này Xá Lợi Phất, bốn thứ đạo ấy cũng gọi là bốn thứ chánh thắng, cũng gọi là bốn thứ chánh cần tinh tấn vậy.
lại này Xá Lợi Phất, thế nào là đạo thắng thứ nhất? Này Xá Lợi Phất, nói rằng với pháp ác bất thiện chưa sanh, vì chẳng sanh nên sanh dục lạc dũng mãnh cố gắng, đó là nói như lý tác ý vậy. Còn nói phát sinh tinh tấn, đó là nói chẳng bỏ như lý tác ý vậy. Còn nói phát sinh tinh tấn, đó là nói chẳng bỏ như lý tác ý vậy. Còn nói nhiếp trì nơi tâm bình đẳng an trụ, đó là như lý quán sát vậy. Tại sao? Vì do như lý phương tiện nên pháp ác bất thiện chẳng còn hiện hành. Này Xá Lợi Phất, những gì gọi là pháp ác bất thiện, do nghĩa gì mà pháp ác bất thiện chẳng còn hiện hành? Này Xá Lợi Phất, pháp ác bất thiện là những pháp bị đối trị của giới thi la, của định, của huệ. Thế nào gọi là bị đối trị của giới? Nói bị đối trị, đó là nói phạm giới và những pháp phát xu hủy phạm thi la, là những thứ bị đối trị của các khối diệu giới. Đây gọi là bị đối trị của giới. Những gì gọi là bị đối trị của định, đó là vi phạm quỷ tắc và những pháp dẫn tâm tán loạn, những pháp bị đối trị của các khối diệu định. Đây là bị đối trị của định. Những gì gọi là bị đối trị của huệ, đó là hủy phạm chánh kiến và những pháp hay dẫn những kiến triền chướng cái, bị đối trị của các khối diệu huệ. Đây gọi là bị đối trị của huệ. Này Xá Lợi Phất, các pháp như vậy đều gọi là pháp ác bất thiện. Nếu có những như lý tác ý chẳng cho các pháp ác bất thiện ấy được sanh khởi, thì gọi là pháp ác bất thiện chẳng còn hiện hành. Đây là Đại Bồ Tát chánh thắng thứ nhất. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là đạo chánh thắng thứ hai? Này Xá Lợi Phất, nếu các pháp ác bất thiện chứa họp nơi tâm không phương không xứ, và các pháp ác bất thiện hiện hành, tâm giác quán y chỉ nơi nhân duyên sở duyên cảnh mà được sanh khởi, thế nào gọi là duyên cảnh sanh khởi? Đó là nhân tướng tịnh diệu mà khởi tâm tham, nhân tướng tổn hoại mà khởi tâm sân, nhân tướng vô minh mà khởi tâm si. Bây giờ Bồ Tát liền an trụ như lý tư duy như vậy. Do tướng bất tịnh mà tham dục tịch tỉnh, do tướng từ mẫn nên sân khởi tịch tỉnh, do tướng duyên khởi nên ngu si tịch tỉnh. Các phiền não ấy dầu do như lý tác ý nên dứt diệt hẳn, nhưng giả lập ngôn thuyết mà gọi là tịch tỉnh. Còn thiệt tịch tỉnh thì không gì có được khác mà chỉ là tánh đoạn diệt bình đẳng. Hiện quán các pháp, tức lấy pháp này mà gọi là chánh thắng. Đây là Đại Bồ Tát chánh thắng thứ hai. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là đạo chánh thắng thứ ba? Này Xá Lợi Phất, về nghĩa của pháp thiện, văn cú vô lượng. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát vô lượng pháp thiện đều phải chứa họp, do đó mà văn cú vô lượng. Này Xá Lợi Phất, nên biết tất cả thiện căn của Bồ Tát lấy lạc dục làm gốc, do tinh tấn mà có thể chứa họp tất cả thiện căn. Tại sao? Vì do pháp ấy nhiếp trì an trụ nên tất cả thiện căn đều được cứu cánh. Đây gọi là Đại Bồ Tát đạo chánh thắng thứ ba. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là đạo chánh thắng thứ tư? Này Xá Lợi Phất, nghĩa ấy nên biết, tức là hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Tại sao? Vì do hồi hướng Bồ Đề nên bao nhiêu thiện căn đã có chẳng còn hư mất. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát chẳng y tam giới mà phát tâm. Này Xá Lợi Phất, chư Đại Bồ Tát đã chẳng y tam giới mà tu tập thiện căn, lại còn hồi hướng nhất thiết chủng trí, nên biết bao nhiêu thiện căn đã có thì là cứu cánh vô tận vậy. Đây gọi là Đại Bồ Tát đạo chánh thắng thứ tư. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát vì tu hành Bát Nhã Ba La Mật nên tinh cần tu tập bốn đạo phần thiện xảo như vậy. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát năm phần đạo thiện xảo? Những gì là năm? Đó là tính căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn
và Huệ căn. Thế nào là Đại Bồ Tát tính căn? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát có bốn pháp tinh. Một là tin ở trong sanh tử, như vậy có chánh kiến thế gian. Do điều tin này mà Đại Bồ Tát nương ở nghiệp báo, dầu có đến phải mất mạng cũng chẳng hề tác ý gây tạo ác nghiệp. Hai là tin nơi những Bồ Tát hạnh. Do điều tin này mà Đại Bồ Tát tu chánh hạnh chẳng hề khởi ý thích chứng nhị thừa. Ba là tin thắng nghĩa, liễu nghĩa, duyên khởi thậm thâm như vậy. Tất cả các pháp không ngã, không hữu tình, chỉ là giả lập do ngôn thuyết, chỉ là tướng không, vô tướng, vô nguyện. Do điều tin này mà chấp kiến hữu tình và các phiền não chẳng còn tăng trưởng. Bốn là tin những lực vô úy tất cả Phật Pháp. Đã tin rồi thì rời lìa nghi hoặc mà tu tập tất cả Phật Pháp đã có. Những tướng như vậy gọi là Đại Bồ Tát tính căn. Này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát tinh tấn căn? Đó là những pháp được tin do tinh tấn căn mà sanh khởi, tức là lấy pháp ấy mà gọi là tinh tấn căn vậy. Này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát niệm căn? Đó là các pháp do sức tinh tấn chứa họp, rồi do sức niệm căn mà chẳng hư mất, tức là lấy pháp này mà làm niệm căn vậy. Này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát định căn? Đó là các pháp đã do sức niệm căn nên không hư mất. Chính các pháp ấy do sức định căn nhiếp ở một cảnh duyên, tức là lấy pháp này mà gọi là định căn vậy. Này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát Huệ căn? Đó là các pháp do sức định căn nhiếp ở một duyên. Các pháp ấy do sức huệ căn mà thấy suốt tỏ rõ nên gọi là huệ căn vậy. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát có đủ năm căn tăng thượng ấy, nối luôn không hở, tu hành chánh hạnh, có thể mau viên mãn tất cả Phật Pháp, cũng mau xu nhập bực thọ ký. Này Xá Lợi Phất, ví như ngoại đạo ngũ thông tiên nhân kia, nếu trong thai tạng hai hình nam nữ còn chưa sanh khởi, thì tiên nhân trọn chẳng ký biệt cho họ. Cũng vậy, nếu chư Bồ Tát chưa đủ thành tựu năm căn tăng thượng nối luôn không hở ấy, thì Đức Như Lai trọn chẳng thọ ký cho họ vậy. Này Xá Lợi Phất, những tướng như vậy gọi là Đại Bồ Tát năm phần đạo pháp. Đại Bồ Tát vì muốn tu hành Bát Nhã Ba La Mật nên có thể tu tập năm phần đạo thiện xảo như vậy. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát đạo thiện xảo lại còn có năm phần, đó là tính lực, tinh tấn lực, niệm lực, định lực và huệ lực. Thế nào gọi là Đại Bồ Tát tính lực? Các Bồ Tát ấy thắng giải thanh tịnh tính thọ, quyết định kiên cố khó hư, chẳng bị chế phục. Giả sử có ác ma giả làm tượng Phật đến chỗ Bồ Tát để làm chướng ngại, muốn khiến Bồ Tát ấy ở nơi chánh trí và thắng giải thoát xa rời chẳng ưa, ma lại nói pháp ấy chẳng phải Phật chánh giáo. Này Xá Lợi Phất, giả sử tánh tứ đại chuyển biến lẫn nhau, cũng trọn chẳng thể khiến Bồ Tát đã thành tựu tính lực thắng giải bị ma ảo hoặc mà tính lực bị lay động. Đây gọi là Đại Bồ Tát tính lực. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát tinh tấn lực? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát phát cần tinh tấn phương tiện tu tập tất cả thiện pháp, nơi đó được sức kiên cố trụ trì. Do sức lực ấy, những sự được làm chưa đến cứu cánh, không có tất cả chư thiên hay thế gian nào làm dời động được sức trụ trì của Bồ Tát ấy, khiến chẳng ở tại bổn xứ. Đây gọi là Đại Bồ Tát tinh tấn lực vậy. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát niệm lực? Này Xá Lợi Phất, chư Đại Bồ Tát ở nơi các pháp ấy do niệm an trụ nên khiến tâm an trụ không có gì làm dời động tán loạn được. Do sức niệm gia trì nên Đại Bồ Tát ấy có thể xô dẹp tất cả phiền não mà không có gì chế phục được niệm ấy. Đây gọi là Đại Bồ Tát niệm lực. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là Đại Bồ Tát định lực? Này Xá Lợi Phất, chư Bồ Tát
an trụ xa rời các chi thiền, dầu quán sát tất cả âm thanh các đạo ngữ nghiệp và âm thanh văn tự mà vẫn có thể chẳng chứng sơ thiền. Bồ Tát ấy dầu đem tất cả thiện pháp như vậy tầm từ suy cầu vô lượng pháp mà vẫn có thể chẳng chứng đệ nhị thiền. Bồ Tát ấy dầu an trụ nơi hoan hỷ được sanh mà vẫn có thể chẳng chứng đệ tam thiền. Bồ Tát ấy dầu vì thành thục tất cả chúng sanh mà nhiếp thọ chánh pháp chẳng trụ nơi xã mà vẫn có thể chẳng chứng đệ tứ thiền. Bồ Tát an trụ bốn thứ tỉnh lự ấy, tất cả pháp bị đối trị của tỉnh lự chẳng thể chế phục được. Bồ Tát ấy dầu an trụ chánh định chẳng bỏ mà chẳng theo định lực ấy thọ sanh. Đây gọi là Đại Bồ Tát định lực. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát huệ lực? Này Xá Lợi Phất, sức trí huệ ấy kiên cố khó lay động, tất cả thế gian và xuất thế chẳng có gì chế phục được trí lực ấy. Bồ Tát đời đời sanh ra chỗ nào, nhẫn đến tất cả chánh hạnh công nghiệp thiện xảo thế gian khó làm khó hiểu, mà Bồ Tát ấy chẳng do thầy dạy đều hiện tiền biết rõ tất cả. Lại ở nơi tất cả pháp xuất thế, đó là hay cứu độ các thế gian, Đại Bồ Tát do sức trí huệ đều nhiếp họ được cả, mà chẳng bị tất cả thế gian trời người chế phục. Đây gọi là Đại Bồ Tát huệ lực. Các tướng như vậy gọi là Đại Bồ Tát năm phần đạo thiện xảo. Này Xá Lợi Phất, chư Đại Bồ Tát vì muốn tu hành Bát Nhã Ba La Mật nên tinh cần tu tập năm phần đạo thiện xảo như vậy. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát còn có bảy thứ giác phần, đó là niệm giác phần, trạch pháp giác phần, tinh tấn giác phần, hỷ giác phần, an giác phần, đẳng trí giác phần và xả giác phần. Thế nào là Đại Bồ Tát niệm giác phần? Đó là chư Bồ Tát do y nơi sức chánh niệm mà tùy giác các pháp, quán sát các pháp, tầm tư các pháp, biết rõ các pháp, giảng trạch các pháp, soi xét các pháp. Do sức chánh niệm, Bồ Tát tùy giác thể tướng của các pháp. Này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là trí liễu đạt tự thể tướng của tất cả pháp? Đó là do niệm lực giác sát các pháp tự thể tướng không. Bồ Tát không đạt thể tướng không ấy thì gọi là niệm giác phần. Thế nào gọi là trạch pháp giác phần? Đó là Bồ Tát có trí giảng trạch 84.000 pháp tạng, theo các pháp tạng ấy phải nên giảng trạch. Giảng trạch như vậy gọi là liễu nghĩa. Liễu nghĩa ấy do bất liễu nghĩa. Bất liễu nghĩa ấy do thế tục nghĩa. Thế tục nghĩa ấy do nghĩa thắng nghĩa. Nghĩa thắng nghĩa do giả thi thiết. Giả thi thiết ấy do thắng quyết trạch. Thắng quyết trạch ấy gọi là giảng trạch. Bồ Tát thành tựu giảng trạch ấy thì gọi là trạch pháp giác phần vậy. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là Đại Bồ Tát tinh tấn giác phần? Này Xá Lợi Phất, tức ở nơi niệm trạch tấn hỷ an định xả trí ấy, Đại Bồ Tát nhiếp thọ ưa vui thế lực dũng mãnh, lạc dục không lui giảm tinh tấn, cố gắng chẳng bỏ pháp lành, vì đạo hiện quán mà phát khởi chánh cần. Bồ Tát thành tựu pháp chánh cần như vậy thì gọi là tinh tấn giác phần. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là Đại Bồ Tát hỷ giác phần? Do vì Bồ Tát ở nơi pháp sanh hỷ, bèn vui thích nơi pháp. Do vui thích nơi pháp nên tâm chẳng trầm lặng. Do tâm chẳng trầm lặng nên phát sanh thanh tịnh hỷ. Do hỷ thanh tịnh nên thân tâm an ổn, rời lìa phiền não. Đây gọi là hỷ giác phần. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát an giác phần? Bồ Tát do thân an nên được tâm an, do tâm an nên dứt các phiền não, rời xa tất cả chướng cái. Nơi cảnh sở duyên tâm ấy liền an trụ mà nhập các chánh định. Bồ Tát thành tựu pháp ấy thì gọi là an giác phần. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là Đại Bồ Tát tam ma địa giác phần? Bồ Tát dùng định tâm ấy giác trú nơi pháp mà chẳng phải là tâm bất định. Tại sao?
vì nếu tâm được định mà giác tri các pháp thì chẳng hề phát khởi các tà giác, triền chướng, ái kiến, vân vân. Chỉ trừ ở nơi thiệt tánh bình đẳng của pháp, tâm định xu nhập giác tri tánh bình đẳng của tất cả pháp, Bồ Tát thành tựu nơi đây thì gọi là định giác phần. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là Đại Bồ Tát xả giác phần? Bồ Tát hay thuận nơi pháp hỷ duyệt, tâm không chấp trước, nên các pháp thế tục tâm chẳng nhiếp họ, chẳng cao, chẳng hạ, an trụ bất động, không mừng, không chán, không yêu, không giận, chỉ hay tùy thuận tu tập thánh đạo. Đây gọi là Bồ Tát xả giác phần. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát muốn ở nơi bản giác phần ấy thông đạt thiện xảo, thì thích tu hành Bát Nhã Ba La Mật chuyên cần tu tập giác phần thiện xảo. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát có tám thánh đạo phần, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh tam ma địa.